Xin các bạn, mùa hè ở Hà Nội bây giờ nóng lắm rồi, nắng vỡ đầu ấy. Mà rõ ràng là trong cái thời tiết này thì chúng ta phải cần một cái điều hòa, không thì ít nhất là cũng phải cần một cái quạt để mà làm mát. Điểm điện năng và tận hưởng cảm giác mát lạnh tức thì. Chứ còn không thì nóng cái này thì chết mất, không được cái việc gì cả. Vậy thì cái chiếc xe, cái động cơ của chúng ta thì nó cũng giống như vậy, nó nóng thì nó cũng cần phải làm mát. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ không thể nào mà có một cái điều hòa lắp đặt để làm mát cho cái xe của mình được. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy cùng xem là một cái động cơ thì nó có những cái kiểu làm mát như thế nào nhá. Bắt đầu thôi. Cũng giống như con người thôi, nếu như mà nóng quá thì sẽ sinh ra rất là nhiều vấn đề. Thì đối với động cơ của chúng ta quá nóng thì có thể là nó sẽ gây ra một cái tình trạng là dầu nó bị quá loãng, nó không đảm bảo được các cái phụ tùng linh kiện ở trong động cơ. Hay là thậm chí mà nóng quá thì nó có thể là giãn nở những cái chi tiết ở trong máy. Đấy là một cái điều mà không hay một chút nào. Thì đấy là một trong những cái ví dụ để mình nói về câu chuyện là nhưng mà động cơ nó không được làm mát. Vậy cho nên là các cái nhà sản xuất họ đã nghĩ đến điều này, và tất nhiên là họ cũng đã phải nghĩ ra những cái phương pháp để mà giảm nhiệt lại cho động cơ khi mà nó hoạt động, để tăng cái thời gian có thể sử dụng lâu hơn. Rồi, và phương pháp làm mát cho động cơ mà gọi là lâu đời, gọi là phổ biến nhất từ trước đến nay thì đó chính là phương pháp làm mát bằng gió. Thì ngay từ cái tên thôi chúng ta đã có thể thấy là đó chính là nó làm mát bằng gió lấy từ môi trường để làm mát cho động cơ. Thì ở đây mình đang có một chiếc Yamaha IB125. Chiếc xe này thì nó sử dụng động cơ là làm mát bằng gió. Xin phép là không bình luận về chiếc xe này cả, chỉ nói về động cơ của nó thôi. Thì các bạn có thể thấy này, cái phần đầu bò của nó có những cái cánh tản nhiệt để tăng cái diện tích truyền nhiệt nhiều hơn. Và cái động cơ này thì nó sẽ lấy toàn bộ cái gió từ không khí, từ khí trời để vào làm mát cho động cơ. Đặc biệt là khi mà chúng ta di chuyển thì gió nó sẽ đi theo luồng và nó đi thẳng vào trong động cơ như này này. Đây thì đây cũng là một cái đặc điểm mà có thể dễ dàng nhận dạng những cái chiếc xe mà được có cái hệ thống làm mát bằng gió. Ngoài ra thì ở một số dòng xe thì các nhà sản xuất cũng sử dụng cái phương pháp mà làm mát bằng gió cưỡng bức, tức là họ sẽ đặt thêm một cái quạt vào động cơ để hút cái luồng gió đấy đi thẳng vào trong động cơ. Thì cái phương pháp này sẽ sử dụng những cái chiếc xe mà động cơ nó được đặt ở những cái điểm kín mà gió nó sẽ không vào tới nơi được, thì họ sẽ sử dụng quạt để đưa luồng gió đấy đi vào trong động cơ để làm mát. Rồi, phương pháp làm mát thứ hai cho động cơ đó là sử dụng nước mát, hay chúng ta còn gọi là làm mát bằng dung dịch. Thì trước đây cái phương pháp làm mát này nó sẽ chỉ được áp dụng ở trên ô tô hoặc là những cái dòng xe máy mà high performance. Tuy nhiên thì càng về sau, trong những thời gian gần đây thì những cái chiếc xe phổ thông, những cái chiếc xe phân khối nhỏ thì cũng đã được trang bị cái công nghệ này rồi. Về nguyên lý hoạt động và cấu tạo thì tất nhiên là nó cũng sẽ phức tạp hơn. Tuy nhiên thì mình sẽ cố gắng để mà giải thích một cách ngắn gọn nhất có thể. Đây, đầu tiên với cái chiếc Yamaha MT09 mình đang có ở đây này, chúng ta sẽ có cái nước mát, chúng ta phải sử dụng nước mát. Và cái nước mát này nó là nước đặc biệt nha các bạn, tức là chúng ta không thể đổ nước bình thường vào được, vì cái nhiệt độ sôi của cái loại nước mát này nó rất là cao. Còn nếu như mà chúng ta đổ nước bình thường vào và đến 100 độ nước nó sôi mất thì cũng không được cái việc gì cả. Vậy chúng ta phải sử dụng cái dung dịch làm mát đặc biệt đổ vào xe đó. Và cái dung dịch đó sẽ được đưa đi xuyên suốt cái động cơ. Nếu như các bạn mà xem những cái hình ảnh mà cắt ngang động cơ ra ấy, thì các bạn có thể thấy là ở giữa những cái phần đầu xi lanh nó sẽ có những cái rãnh nhỏ. Và những cái rãnh nhỏ này chính là cái đường để cho nước mát đi qua để làm mát và hạ nhiệt cho động cơ. Và sau khi đi một vòng qua động cơ rồi thì nó sẽ quay trở về đây, gọi là cái tản đây, cái phần to đùng đây. Và nước sẽ được làm mát, làm hạ nhiệt lại ở cái phần tản này. Và đó, thì đó sẽ là một cái vòng hoạt động của cái hệ thống làm mát bằng dung dịch. Nó sử dụng một cái loại nước mát đi vòng quanh động cơ làm mát, đi ra ngoài làm mát lại nước, sau đấy lại đi ngược lại vào trong động cơ. Rồi, giải thích đó thì cũng chắc là dễ hiểu đúng không các bạn? Đó, và ngoài ra thì cái hệ thống này nó cũng sẽ có cái sự hỗ trợ ở những cái thiết bị, ví dụ như là những cái quạt chẳng hạn, để làm tăng cái tính hiệu quả. Và ngoài ra thì có một cái phương pháp làm mát nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là làm mát bằng dầu. Thì như các bạn đã biết thì cái dầu nhớt ở trong xe thì nó sẽ đi vào xuyên suốt động cơ rồi nó bôi trơn. Thì các nhà sản xuất nghĩ rằng là sẽ sử dụng luôn cái dầu nhớt để làm mát cho động cơ. Tức là người ta sẽ làm mát cái phần dầu nhớt, sau đó thì khi mà đưa cái phần dầu đó vào trong động cơ thì nó sẽ góp phần làm mát, làm hạ nhiệt cho động cơ hơn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với cả những cái ưu nhược điểm của những cái hệ thống làm mát khác nhau. Đầu tiên là hệ thống làm mát bằng gió thì chúng ta sẽ có ưu điểm là nó rất là đơn giản, nó không cầu kỳ, rất dễ để sản xuất, tiết kiệm chi phí và thậm chí là tiết kiệm được cân nặng cho xe, tức là xe nó sẽ nhẹ hơn. Một điểm nữa đó chính là chính vì là chiếc xe nó không có những cái hệ thống loằng ngoằng phức tạp, cho nên là
cái chi phí bảo dưỡng bảo trì nó cũng sẽ không tốn kém. Bởi vì thực ra thì chỉ làm mát bằng gió thôi, chứ còn hệ thống làm mát thì đâu có gì đâu mà phải bảo trì đúng không ạ? Tuy nhiên thì có một cái nhược điểm, đó chính là cái hệ thống làm mát bằng gió thì nó sẽ không có tính hiệu quả cao. Đặc biệt là đối với những cái trường hợp mà chúng ta di chuyển ở trong phố xá, trong giao thông đông đúc, thì khi đó mà xe chúng ta không có luồng gió để đi vào động cơ thì động cơ sẽ trở nên rất là nóng, và điều này thì là một điều không tốt. Cho nên là cái hệ thống này thì nó mặc dù là nó tiết kiệm, nó nhẹ, nó đơn giản, nhưng mà cái hiệu quả của nó thì cũng không cao. Có thể nói đến những cái dòng xe ví dụ như là sử dụng động cơ V-twin chẳng hạn, thì chúng ta sẽ gặp một cái vấn đề là gió nó sẽ bị chắn hết bởi cái xi lanh phía trước, còn cái xi lanh phía sau thì sẽ không nhận đủ gió. Tuy nhiên thì với những cái hãng xe ví dụ như gọi là Ducati, họ sử dụng máy V-twin 90 độ, và theo cái cách sắp xếp của họ ấy, thì họ đảm bảo được cái việc là cả hai xi lanh, cả hai cái đầu bò của họ đều có thể được nhận cái luồng gió mà đưa vào trong động cơ. Thì đây là một cái điểm mà mình muốn chia sẻ thêm với các bạn như vậy thôi. Với cái hệ thống làm mát bằng dung dịch thì chúng ta sẽ có một cái tính ổn định, một cái sự hiệu quả cao hơn so với cả hệ thống làm mát bằng gió, tất nhiên rồi. Chính vì vậy thì hầu hết tất cả những cái dòng xe high performance ở trên thị trường hiện nay thì đều sử dụng hệ thống làm mát bằng dung dịch. Tuy nhiên thì nhược điểm của cái hệ thống này đó chính là phức tạp cũng như là tốn kém trong cái quá trình sản xuất. Và hơn nữa thì khi gặp vấn đề thì cũng sẽ tốn kém hơn trong cái khâu khắc phục. Chắc hẳn là cũng không ít anh em đã gặp cái trường hợp nước mát là bay xanh lè cả quần khi mà đang đi xe đúng không ạ? Còn với cả với cái hệ thống mà tản nhiệt dầu thì mặc dù là nó không có hiệu quả tốt như là tản nhiệt bằng nước mát và nhiệt bằng dung dịch, tuy nhiên thì nó cũng sẽ góp được một phần nào cải thiện được hiệu quả khi mà được kết hợp với cả tản nhiệt bằng gió hay là tản nhiệt bằng dung dịch. Và cái hệ thống này thì nó có một cái ưu điểm là nó sẽ giữ cho dầu chúng ta mát, và dầu nó sẽ giữ được ở một cái độ đặc nhất định, không bị quá loãng khi mà nhiệt độ ở động cơ tăng cao. Tuy nhiên có một điểm đặc biệt mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là như ban nãy thì mình đã chia sẻ về cái chuyện là cái đầu bò của chiếc xe mà có những cái cánh tản nhiệt, thì để nó làm tăng cái diện tích truyền nhiệt để làm mát được chiếc xe, thường là những cái chiếc xe mà làm mát bằng gió, thì có những cái chiếc xe nó lại không phải như vậy, như là cái chiếc Triumph ở đây. Thì Triumph họ đã sử dụng cái công nghệ là làm mát bằng dung dịch rồi. Đây các bạn có thể thấy là cái phần két nước nó ở đây này. Tuy nhiên thì họ vẫn làm ra một cái đầu bò mang những cái cánh tản nhiệt, những cái vây đây. Thì một phần đó chính là để cho chiếc xe nó giữ lại được cái tính cổ điển, giữ lại được cái tính classic truyền thống của cái hãng xe này. Và tiện nói về chuyện là Triumph họ đã sử dụng là két nước, nhưng mà họ vẫn làm cái động cơ kiểu cổ như thế này. Thì đây là cái động cơ của Triumph, và họ làm lại theo cái hình dáng của một cái chiếc Triumph ngày xưa, một cái chiếc Triumph truyền thống. Tuy nhiên thì ở bên trong này thì thực chất ra nó đã là những cái công nghệ nó rất là hiện đại rồi. Vừa rồi là những cái chia sẻ của mình về cái hệ thống làm mát, hệ thống điều hòa cho cái động cơ của chiếc xe của chúng ta. Tất nhiên là do thời lượng là chỉ hạn chế thôi, cho nên là mình cũng sẽ không thể nào mà đi sâu vào chi tiết và quá đầy đủ cho mọi người được. Chỉ nói về những cái rất là sơ và rất là căn bản về những cái hệ thống làm mát trên chiếc xe của mình thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu như mà các bạn thấy hay thì đừng quên là like, share và subscribe để ủng hộ cho Đường Hai Chiều. Và nếu như có bất cứ một ý kiến gì đóng góp thì hãy comment ngay ở bên dưới, bọn mình sẽ đọc và ghi nhận những cái comment đóng góp của các bạn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.